Nằm trong chuỗi các hoạt động dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tại Sân Vận động Đà Lạt vừa diễn ra hoạt động biểu diễn nghệ thuật Lễ hội âm nhạc Đà Lạt 2024, Đà Lạt Music Festival 2024. Hoạt động này do công ty trách nhiệm hữu hạn TZ Việt Phát phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tổ chức. Tại lễ hội, khoảng 3.000 khán giả là nhân dân thành phố Đà Lạt và du khách đã được phục vụ miễn phí và thưởng thức các tiết mục tham gia thể hiện và trình diễn của nhiều giọng ca, các vũ đoàn và các ban nhạc nổi tiếng trong giới trẻ hiện nay. Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc được thể hiện hết sức sôi động, đã hâm nóng không khí đêm nhạc hội. Không chỉ có vậy, đêm lễ hội âm nhạc còn được kết hợp với hệ thống màn hình chiếu sân khấu cỡ lớn, đặc sắc, cùng hệ thống ánh sáng đầy màu sắc, tiếng nhạc sôi động, tạo không khí vui tươi, đầy ấn tượng tốt đẹp đối với đông đảo khán giả. Cũng tại Sân Vận động Đà Lạt, công ty trách nhiệm hữu hạn TZ Việt Phát tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tổ chức đêm thứ hai hoạt động biểu diễn nghệ thuật Lễ hội âm nhạc Đà Lạt 2024, Đà Lạt Music Festival 2024 nhằm phục vụ miễn phí đông đảo nhân dân thành phố Đà Lạt và du khách. Cùng với đó còn diễn ra các hoạt động khinh khí cầu, hoạt động trượt ván, hoạt động gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp địa phương và đơn vị doanh nghiệp tài trợ chương trình, hoạt động gian hàng ẩm thực đặc sản của địa phương để phục vụ khán giả tham gia các hoạt động của lễ hội, các hoạt động khác như các mô hình tiểu cảnh để khán giả chụp ảnh. Kinh phí tổ chức các hoạt động trên do công ty trách nhiệm hữu hạn TZ Việt Phát tài trợ toàn bộ, qua đó nhằm góp phần tôn vinh các nét đẹp văn hóa, các giá trị đặc trưng truyền thống của thành phố ngàn hoa Đà Lạt, nhất là các loại hoa cây cảnh của địa phương cũng như nhiều vùng trong cả nước để thu hút khách du lịch đến Đà Lạt. Đồng thời quảng bá hình ảnh vẻ đẹp của thành phố và con người Đà Lạt đến bạn bè quốc tế.